trên cái chiếc khẩm đổ xuống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chở cừ tràm. Quá nạp rồi chứ này. Cái này của Sài Gòn các bạn. Đang chạy với máy bay bảy trên.
chở Cừ Chàm. Quá nạp cái chứ này. Cái này của Sài Gòn các bạn. Đang chạy với máy bay 7 trên.
cốc lên này. Câu đó bắt đầu ảnh đi sau đích là dám vượt các bạn. Ghê à. Siết lên thôi là chiếc xà lan ép vô liền. Rồi hai chiếc này nghe vừa thích luôn vậy. Kìa. Đó rồi. Lát bên kích gịch luôn các bạn. Wow. Con sông như thế này mà hai chiếc qua là các bạn nhìn là bích chịch luôn nha. Wow. Hai chiếc rồi là bích cái sông luôn rồi. Dữ lắm bự cái chiếc kia. Cái kẻ hở nào nữa. Chiếc do lái gần qua không được nè các bạn. Hai chiếc là nó vừa luôn nha. Chiếc xà lan đó là qua nó rất là bự luôn các bạn, bích cái con sông này luôn. Rồi như thế này mà trên đổ xuống chiếc xà lan là rất là khó xử lý nha. Ý cái đoạn đằng đó là nó như là một cái bùng binh, một cái bụng như thế các bạn, mà còn cọ như thế ha. Lên đây mà bất ngờ cái chiếc gì xuống là cũng khó khăn xử lý đó. Chiếc này thì có nhờ cái cô qua tiêu dẫn đường này. Chứ nếu mà mình lên mà chạy lù lù vô cái đoạn xong này là xử lý tình huống là hơi bị căng luôn đi. Wow, chiếc này thì cái độ cao nó không có cao nhưng mà cái bề ngang khá là khiếp luôn. Mấn nước còn nhiều đây. Rồi rồi 3m2 luôn nha. Chiếc này mình nghĩ là trọng tải là tầm khoảng từ 900 cho tới 1000 luôn đó các bạn.